Vì sao Khanh Akai với chú Hải Bánh và với chú Dũng Chập là một con người, hai sắc thái, hai thái độ khác nhau? Với chú Hải Bánh thì Khanh Akai tuyệt đối tôn trọng. Tôn trọng là tôn trọng bằng thật. Còn với chú Dũng Chập thì nhiều khi mình hay chọc ghẹo một chút. Bởi vì ngày chú Hải còn hoạt động trong giang hồ ấy, thì có khi chú Dũng Chập đang đi làm thợ xây hay là phụ vứa hay là phu hồ ở đâu ấy nhá. Còn nữa này, thêm nữa, tôi nể kính trọng chú Hải bởi vì chú đã hoàn lương thành công. Người ta bước chân ra tù nhưng không ai có thể coi thường người ta được. Người ta sống một cuộc sống đàng hoàng. Anh em bạn bè gia đình vẫn luôn yêu thương xã hội. Biết là có ai quý, người ghét nhưng người ta sống như vậy thì không nên ghét được. Để nói thẳng luôn. Còn tôi rất ghét những con người nào mà lên mạng thể hiện hộ báo cáo trồn đại ca đại cốc là tôi không thích, đây gọi là trẻ trâu nha. Nên vì sao khách nhà gái đối xử thế? Còn chú không chọc, nếu chú thích chơi mạng xã hội thì chú cứ chơi đi nha, chứ đừng có phải nghĩ về Khánh trong là bảo là từ giờ không lên mạng xã hội nữa thì không không nên như thế. Cháu sẽ cho chú nghỉ giải lao nửa tháng để làm quen với các dòng smartphone đời mới và làm quen với cả các thông số wifi băng tần data dung lượng nhá. Rồi chú cháu mình lại yêu thương tình thương mến thương chú nhá. Còn cháu vẫn chúc chú luôn luôn mạnh khỏe chú Dũng ạ, bình an nhá. Còn nếu mà chú mà để được tóc dài ấy, thì cháu lại tôn trọng chú luôn, đẹp dài luôn. Ok chú nhá.